Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình giao lưu văn hóa Lời chúc hòa bình kỷ niệm 27 năm bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ đã được tổ chức với sự góp mặt của nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi. Sau 27 năm, hai nước đã trở thành đối tác toàn diện và một trong những động lực thúc đẩy là sự đóng góp tích cực của các nhà văn nhà thơ từ cả hai phía, như khẳng định của nhà văn nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam văn học thực sự đã dựng lên cây cầu và xóa đi những biên giới của hận thù, xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc với nhau. Buổi giao lưu là cơ hội để các nhà văn giúp thế hệ trẻ, đặc biệt là các nhà văn, nhà thơ trẻ sẽ làm được nhiều việc tốt hơn dựa trên nền tảng mà thế hệ đi trước đã gây dựng, đồng thời giới thiệu đến bạn đọc Mỹ nền văn hóa Việt Nam, lịch sử tinh thần và các giá trị làm nên sức mạnh và phẩm giá Việt Nam.